Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay quay video giới thiệu đến các bác một dòng chép rời sách tay Nhật của Pioneer ạ, mà đợt vừa rồi bên em cũng về được mười mấy đôi và bên em đã bán hết rồi ạ. Vâng, hiện tại bên em đã về, hôm nay là ngày 11 tháng 6 bên em về cũng được mười mấy đôi. Vâng, em quay lên để giới thiệu đến các bác. Thông báo đến các bác là bác là muốn sở hữu một cái đôi loa chép cóc rời Pioneer sách tay Nhật thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, thì cái đôi này thì bên em quay cũng khá là chi tiết và hôm nay bên em giới thiệu lại cho các bác là cái chép Pioneer. Đây là hàng sách tay Nhật được làm rất là kỳ công. Đây là căng sắt này, đây căng sắt được làm bằng bánh thép 7 màu rất là đẹp và đặc biệt là sở hữu từ kép cũng khá là to đấy ạ. Và một cuộn cảm đi ạ. Vâng, gồm hai tụ bảo vệ, vì thế là chúng ta dùng không bao giờ lo nó gây chập cháy. Rất là nhiều dòng chép nó không có cái tụ cản này, nó gây chập cháy rất là nhiều, vì thế mà cái chép Pioneer này đáp ứng được cái yêu cầu của quý khách hàng và không bao giờ lo cháy chép khi mà chúng ta đấu song song với loa hoặc là đấu với cục đẩy hoặc là âm ly. Vâng, nghe rất là tiếng rất là lật bén, vì đây là dòng chép giấy, vì thế cho chất âm chép cái tải âm cao nó được nảy đánh tách ạ. Và nghe rất là dễ chịu. Rồi chúng ta cùng nghe nhé. Rồi nghe rất là êm tai. Nhìn cái phân tần nó lộ ra ngoài nó rất là ngộ nghĩnh. Đây tất cả toàn bộ là ý đồ của sản xuất hết ạ. Rồi nghe tiếng chép nó rất là bén nhé. Và nghe rất là lầy tơi, chất nhạc rất sáng tiếng. Đây là cái ưu điểm của dòng chép Pioneer. Và cái âm mà cái chép Pioneer này mang lại thực sự là rất thuyết phục những đôi tai khó tính. Và bên dưới cao đâu cũng vậy ạ. Vâng, rất thuyết phục. Nghe rất là tơi cái tiếng chép. Vâng, để bắt tắt đi này. Rồi, đây là tiếng chép hầu như là nó không được hỗ trợ bởi cái đôi loa chép này có anh nhất. Vâng, các bác nghe thấy cái giải cao, nghe rất là tối. Rồi bây giờ em hỗ trợ thêm một chút xíu này. Đấy ạ. Nghe rất tơi. Vâng, các bác nào mà nghe loa Nhật rồi thì các bác biết ạ. Vâng. Và đây là đôi chép Pioneer sách tay Nhật thì các bác cũng hiểu được phần nào là cái công nghệ, cái tiếng chép nó được quyện vào một cái bài nhạc rất là hay. Về cơ bản hai cái từ kép này nó cho cái chất chép nó rất là mạnh nhưng ở một cái ngưỡng dễ chịu, nó không gây chói như cái dòng chép trên thị trường. Công suất của nó là 100W, công suất của nó 100W và về hình thức thì giờ còn khá là mới. Rồi, đặc biệt là những đôi loa nào hay cháy chép mà các bác hay nhiều mà vẫn bị thì các bác nên hỗ trợ cho một cái đôi loa chép cóc Pioneer hàng sách tay Nhật này để hỗ trợ cho cái giải cao, cho cái đôi loa nó được hay hơn. Vâng, thì bên em cũng bày đây là hai đôi đều trong tắp luôn ạ. Vâng, hàng cũng không có nhiều đâu các bác nhé, không có nhiều. Các bác muốn sở hữu, muốn chơi, muốn cho mình có một cái gì đó gọi là đặc biệt thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio. Còn bên em sẽ gọi điện trực tiếp cho các bác để đặt hàng, hay là các bác cần tư vấn thì bên em sẽ hỗ trợ với những đội ngũ kinh nghiệm, đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Vâng, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe một đoạn nhạc được hỗ trợ bởi cái chép tóc chép rời Pioneer sách tay Nhật.
Vâng, về cơ bản cái đôi chép Pioneer này rất thuyết phục tai người nghe. Vâng, bản thân em cũng vậy ạ. Vâng, nó hết sức thuyết phục, không có gì phải chê ở cái giải âm nó không được hay. Vâng, cái này nó rất thuyết phục. Cả những cái bác có những đôi tai rất là thính tai cũng phải bị thuyết phục luôn ạ. Vâng, thế em phải công nhận. Và cũng tầm đấy phút thì bên em cũng giới thiệu hàng, bên em có về được mười mấy đôi, thì các bác muốn sở hữu hãy để lại số tại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Và sau đây em xin phép được dừng video một lần nữa, thì cảm ơn tất cả các bác mọi miền tổ quốc đã theo dõi video bên Zika Audio ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo.